các bạn có được một cái khả năng làm marketing tốt, các bạn có khả năng khai thác khách hàng tốt, mà các bạn không có cái đội nhóm, thì cái việc các bạn chăm sóc khách hàng nó sẽ không có được tốt giống như là các bạn có cái đội nhóm. Ví dụ các bạn chạy marketing, một ngày các bạn ra được 5 đến 10 khách, thì các bạn có thể chăm được hết 5 đến 10 khách đó cho tốt hay không? Ví dụ như các bạn cần phải đưa khách đi dự án, các bạn cần phải đưa khách đi nhà mẫu, các bạn cần phải gọi điện thoại, gửi email, chăm sóc khách để mà ra được một cái cuộc hẹn. Thì giả sử như các bạn ra được 10 khách, các bạn chăm tới khách thứ 3, thứ 4 thì nó hết thời gian rồi. Và đến khi các bạn gọi đến khách thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 thì các bạn được nghe câu trả lời là gì? Là tôi đã liên hệ với người khác rồi, bởi vì tôi liên hệ với anh để tôi được hỗ trợ tư vấn, nhưng mà chậm quá không thấy phản hồi cho nên là tôi đã tìm người khác rồi. Như vậy thì các bạn có thấy cái phí, cái công mà mình chạy marketing không, phí những cái mình đã cố gắng mình làm không? Và đôi khi cái việc mà các bạn gọi cho những cái khách hàng 1, 2, 3 đó thì khách hàng nó chưa tiềm năng lắm, trong khi các bạn gọi khách hàng thứ 4, thứ 5, thứ 6 là khách, toàn khách để chốt không à, chốt nóng không. Như vậy thì cái việc các bạn chạy marketing nó sẽ là không hiệu quả nữa, không còn hiệu quả nữa, phí đi cái nguồn. Thay vì các bạn bỏ một mình 10 triệu để các bạn chạy marketing thì các bạn cần 2 người đến 3 người cùng làm với mình, thì các bạn sẽ giảm cái phần chi phí đó và cái việc chăm sóc khách hàng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi chúng ta xây dựng được một cái đội ngũ cùng làm, cùng hỗ trợ nhau, chúng ta chia nhau đi chăm sóc khách, mỗi người chạy một chỗ, thì cái khả năng mà các bạn thành công nó sẽ nhiều hơn, rất là cao. Tại vì các bạn một mình đi tư vấn khách, đi gặp khách chưa hẳn là tốt bằng các bạn đi với hai người. Có những trường hợp các bạn đi hai người cùng nhau phối hợp thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều ha. Đó rồi, vì cái việc xây dựng đội ngũ ở trong Era EA Việt Nam nó mang lại cho các bạn một cái nguồn thu nhập thụ động. Đó là một cái nguồn thu mà các bạn sẽ thấy là ở những thời điểm ban đầu nó không có đáng, nhưng mà nếu các bạn xây dựng được một team tầm 5 người, 10 người thôi, và cái đội 5 người, 10 người đó thật sự họ hoạt động hiệu quả, cái nguồn hàng mà chúng ta có được đều đặn và các bạn tập trung bán, xây dựng được một cái đội bán hàng mạnh mẽ ha, thì các bạn sẽ thấy cái phần thu nhập thụ động của các bạn nó rất là giá trị, nó cao hơn rất nhiều so với việc mà các bạn ngồi ở một công ty nào đó các bạn hưởng lương. Và tưởng tượng con số đó nó lên tới 20, 30, 50, 100, 200. Bởi vì nếu các bạn đã thành công thì các bạn sẽ không bao giờ có ý định là các bạn rời EA đâu. Tại sao? Các bạn đang ở một cái nơi mà các bạn bán phí hoa hồng, các bạn nhận tới 79% và thậm chí còn cao hơn như vậy nữa. Trong cái phần các bạn mang hoa hồng về tới công ty 100 triệu thì các bạn nhận 79 triệu, thậm chí cao hơn. Thì đảm bảo với các bạn là không có nơi nào mà các bạn muốn qua bên đó mà các bạn bán để các bạn nhận 30, 40, 50 nữa. Rồi khi mà các bạn xây dựng được một cái team 10, 20, 30 người bán tốt, các bạn cứ nhận hoa hồng, đội nhóm xây dựng đều đều trong cái việc mà các bạn ở bên dưới mình bán, các bạn tương tác với họ tốt, họ tương tác tốt với đội nhóm của họ, và nó thành một cái hệ thống, nó khóa nhau lại, ở trên khóa ở dưới, ở dưới khóa ở dưới, và giữ chặt cái mối dây liên kết đó. Nếu như các bạn xây dựng được một cái đội ngũ tầm 100 người mà 50 người trong đó bán tốt, thì Long tin rằng không bao giờ các bạn muốn rời đi. Chứ đừng có nói là các bạn làm và các bạn sẽ gắn bó với công ty 5 năm, 10 năm, thậm chí là hơn. Bởi vì các bạn nếu mà nhìn vào cái lịch sử phát triển của bên EA Singapore thì các bạn thấy là họ đã hoạt động tới nay là gần 40 năm. Có những người hoạt động từ những ngày đầu. Và cái hệ thống của họ nó mạnh như thế nào, nó sâu như thế nào, những người ở trong đó họ gắn bó bao nhiêu lâu. Tại sao họ không có rời đi? Bởi vì cái quyền lợi của họ được gắn kết với cái tổ chức, mọi người cùng xây dựng, cùng gắn bó với nhau, cùng hưởng cái nguồn thu nhập thụ động đó, cùng xây dựng và cùng phát triển.
thì họ không có lý do gì tự nhiên mình bỏ đi một cái khoản thu nhập lớn như vậy để mình đi tìm một cái nơi khác, trừ phi cái chỗ khác đó họ cho bạn sẵn một cái nguồn thu nhập thụ động tương tự giống như vậy, đi vô là có sẵn, bán cũng cho cái phần phí hoa hồng đó cao hơn, thì các bạn mới nghĩ tới chuyện mình rời đi. Đó, đó là cái ý nghĩa mà tại sao cái việc xây dựng đội nhóm ở EA Việt Nam nó rất rất là quan trọng, là các bạn sẽ thu được những cái nguồn lợi rất là lớn từ cái việc các bạn xây dựng và vận hành cái hệ thống đó cho nó tốt. À, các bạn hiểu tới khúc này không? Các bạn hiểu và các bạn nào muốn gắn bó với EA lâu dài, các bạn thả tim, hay là các bạn comment vô là tôi sẽ gắn bó với ERA lâu dài dùm Long đi, để biết được bao nhiêu người hiểu được cái chuyện tại sao mình phải xây dựng đội nhóm, và mình xây dựng như vậy thì cái quyền lợi của mình là gì, cái giá trị của mình là gì. Các bạn thả trong đó rồi các bạn nói tôi sẽ ở lại với ERA lâu dài, ví dụ vậy, để Long biết là các bạn hiểu được cái vấn đề lý do mình phải xây dựng đội nhóm. Ok, thì đó là cái lý do tại sao ha. Và bây giờ thì Long tiếp tục chia sẻ với các bạn về việc là khi nào thì các bạn nên xây dựng đội nhóm. Tại vì rất nhiều bạn hiện tại đang tham gia và các bạn chờ đợi, các bạn đợi để các bạn thành công. Các bạn cứ nghĩ là mình phải là ai đó rồi thì mình mới tuyển dụng, mình mới xây dựng cái đội nhóm cho bản thân mình. Rồi các bạn tiếp tục comment giùm Long thử đi, là các bạn sẽ tuyển dụng ở cái thời điểm nào là hợp lý nhất của mỗi người. Các bạn đợi mình thành công, các bạn đợi mình bán được một vài căn, các bạn đợi mình lên cấp DD hay là cấp ADD, cấp cao cao một xíu rồi đấy, tức là sau khi các bạn bán tầm chục căn thì mình mới tuyển dụng, tại vì lúc đó mình nói người ta mới nghe, phải không? Hay là mình sẽ tuyển dụng từ lúc nào, các bạn comment thử nào. Ngay khi vào ERA em đã tuyển dụng, right now xây dựng đội nhóm ngay và luôn. Sao nữa các bạn, khi nào thì các bạn nên tuyển dụng? At the moment, đợi ít nhất có 3 giao dịch. Sớm nhất có thể, as soon as possible, tuyển dụng ngay khi vào EA, ngay giao dịch đầu tiên. Tuyển dụng song song với bán hàng, mục tiêu trong năm nay tuyển được 50 người và hỗ trợ đô đốc đội nhóm phát triển. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu như các bạn đã có được cái suy nghĩ là ok, mình phải tuyển dụng liền, thì xin chúc mừng các bạn. Những bạn nào mà đang đợi và đợi cái gì đó thì chút xíu nữa Long có thể lý giải thêm một chút tại sao các bạn không nên đợi ha. Đúng rồi đó, Long thấy bạn bé Liên, cái đợi của bạn đó là có nhiều cái hợp lý. Đợi mình nắm hiểu mô hình EA, hiểu được lợi ích EA rồi tuyển dụng, tốt nhất có một giao dịch chính xác, là chính xác hoàn toàn luôn đó. Tại sao mình phải đợi đến khi mà mình hiểu rõ cái mô hình đào tạo, hiểu được lợi ích ERA, hiểu được mọi cái hoạt động của nó rồi mình mới tuyển dụng, mà không phải là tuyển dụng liền hoặc là đợi lâu lâu, đợi mình thành bán vài căn rồi mình mới tuyển dụng? Thì ở đây Long không biết là sao, nhưng đó là cách mà xưa giờ Long làm và Long training cho các bạn ở trong team Galaxy là như thế này. Khi bạn tuyển dụng á, thì bạn hãy xem cái người agent mà bạn tuyển dụng đó như một khách hàng, và cái món hàng bạn bán đó là một cái gói dịch vụ tham gia vào EA, là một cái gói dịch vụ, là một cái gói để mà tham gia vào
thì giống như là cái việc mà các bạn bán một sản phẩm, nếu như mà bạn không hiểu rõ về sản phẩm thì chắc chắn bạn sẽ không thể bán được một cái sản phẩm đó cho nhiều người, không thể bán được tốt nhất. Rồi nếu như mà các bạn bán một sản phẩm nào đó các bạn không yêu cái sản phẩm đấy thì cái việc mà các bạn bán được nhiều là không khả thi. May mắn thì các bạn có bán được nhiều, nhưng về bản chất khi bạn bán một sản phẩm nào đó các bạn phải hiểu rất rõ cái sản phẩm mình, rồi các bạn phải yêu cái sản phẩm của mình, đúng không ạ? Thì ở đây tại sao mà các bạn cần phải hiểu rõ EA hoạt động như thế nào, rồi cái quyền lợi của nó như thế nào? Tại vì các bạn sẽ là cái người chia sẻ cái điều đó với khách hàng, và khách hàng của bạn ở đây là các agent mới, những người đang tìm hiểu về EA. Và chúng ta đều biết á, là rất nhiều bạn sale ở ngoài thị trường, họ nhìn vào EA họ cảm thấy nó bình thường lắm, nó cũng giống như Khải Hoàn, nó cũng giống như Rever, nó cũng giống như AQI thôi, cũng là một cái mô hình cộng tác viên, thích thì bán, thích thì thôi ở nhà không bán, thích thì lên công ty, không thích thì thôi, rồi khi nào có sản phẩm thì nhào vô bán, không có thì thôi, đâu cần quan tâm chi. Cho nên là có những người họ đang tham gia hai ba chỗ, họ thích thì họ tới, không thích thì thôi, họ không cần tìm hiểu nhiều, họ không tìm hiểu sâu, họ chỉ là một cái người cộng tác viên bình thường thôi. Rồi thì chính vì cái điều đó cho nên là họ không có tìm hiểu sâu hơn, họ cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn. Thì các bạn khi mà bước ra, các bạn chào mời, dụ dỗ, giống như cách họ nói đó, ủa có gì đâu mà phải nặng nề quá vậy, khi nào tao thích thì tao bán, khi nào tao thích thì tao làm, đúng không ạ? Và cái điều mà làm cho bản thân các bạn không phát triển được, các bạn không tư vấn được họ là bởi vì các bạn cũng chưa hiểu được quá rõ về cái hệ thống EA này nó hoạt động như thế nào, các bạn sẽ nhận được hoa hồng ra sao, cái lộ trình phát triển của các bạn như thế nào. Cái điều này quan trọng lắm. Ở tất cả những công ty khác hầu như là Long thấy sẽ không có cái lộ trình phát triển lâu dài, nhưng riêng ở EA này thì các bạn, nếu các bạn ngồi lại rõ ràng, các bạn ngồi các bạn vẽ ra cái lộ trình phát triển của mình sẽ làm gì, mình sẽ là ai, rồi mình tuyển dụng lên, mình xây dựng đội nhóm xong mình sẽ cùng nhau mình bán sản phẩm nào, rồi mình sẽ phát triển cái thị trường sản phẩm đó như thế nào, những cái sản phẩm mới thì mình cần làm sao. Ví dụ như là bây giờ các bạn biết cái khu vực nào mà mình bán ít là khu vực đất nền, khu vực tỉnh đi. Lâu nay là cái khu vực đất nền là chúng ta bỏ ngỏ, cho đến khi mà anh Quân Lê ảnh về ảnh lít và anh bán cái Thắng Lợi, cái Lago Center thì chúng ta mới bán qua cái phân khúc đất nền và đã rất là thành công.